Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình đang làm một cái vlog đi lên tên tử cho Đông. Còn nó hai mắt. Xin chào tất cả mọi người. Ngày 9 tháng 4 vừa qua, team huấn luyện viên của Superstar Fitness and Yoga được đại diện cho tỉnh Bắc Giang tham dự màn khởi động và tiếp lửa cho giải chạy VPBank Bắc Giang International Marathon tại khu du lịch Tây Yên Tử. Đây là một sự kiện thể thao rất đáng chú ý với hơn 2.000 người tham dự và không thể không được đánh giá cao về sự chuẩn bị và tổ chức của ban lãnh đạo. Để bắt đầu, chuyến đi của chúng mình đã xuất phát từ thành phố Bắc Giang vào lúc 6:30 tối hôm trước. Và điều này cho phép chúng mình có thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị tốt cho sự kiện vào sáng hôm sau. Khi đến nơi, chúng mình có một buổi tối giao lưu và hát cho nhau nghe tại chính khu vực gần khán đài và thật sự rất vui và gắn kết. Sự kiện được tổ chức tại Tây Yên Tử, nơi được coi là điểm đến du lịch tâm linh quan trọng của tỉnh Bắc Giang với hơn 2.200 người tham dự. Không gian được bố trí rất khoa học, đảm bảo cho các vận động viên có thể trải nghiệm giải chạy một cách thuận tiện nhất. Mình cảm thấy rất ấn tượng với thông điệp của giải chạy, một thông điệp về sức khỏe và rèn luyện tinh thần. Ngoài ra, sự kiện còn góp phần quảng bá du lịch tâm linh Tây Yên Tử cho tỉnh Bắc Giang. Đó là một điểm đến rất đáng để khám phá cho những ai yêu thích sự yên bình và tìm kiếm tinh thần bình yên. Mình cũng muốn đề cập đến sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban tổ chức trong việc đảm bảo an toàn cho các vận động viên tham gia hai chặng 5 km và 10 km. Với các chặng đều có nước và đồ ăn nhẹ, điều này đã giúp cho các vận động viên có thể tập trung vào việc chạy thử thách của mình một cách hoàn toàn an toàn và hiệu quả. Lời đầu tiên xin cho phép em xin được chào mừng các vị đại biểu, các vị quan khách cùng toàn thể các vận động viên đến tham dự giải chạy VPBank Bắc Giang Marathon International năm 2023. Sự kiện bắt đầu bằng một bài nhạc đầy năng lượng và khí thế, giúp tạo động lực cho các vận động viên tham gia giải chạy. Sau đó, chúng mình, các huấn luyện viên của Superstar Fitness and Yoga, bắt đầu với một bài khởi động với cường độ nhẹ và tăng dần, giúp tất cả các vận động viên chuẩn bị cho cơ thể sẵn sàng và tránh chấn thương một cách tối đa. Chúng mình cũng có cơ hội giao lưu và kết nối với các đội tham dự, tạo ra một bầu không khí đầy sôi động và tươi vui. Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình đang làm một cái vlog đi lên Tây Yên Tử cho Đông. Còn nào hai mắt. Chúng ta cũng nên tỉnh nào. Chương trình Bước Chạy Tới Đỉnh Thiêng đã để lại cho mình một ấn tượng rất tốt, từ việc tổ chức các hoạt động cho đến không khí trong suốt sự kiện đều rất tuyệt vời. Chuyến đi này thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ. Mình rất hạnh phúc được tham gia và gặp gỡ các vận động viên khác cùng chia sẻ tinh thần thể thao và sự đam mê. Các huấn luyện viên của Superstar Fitness and Yoga đã thể hiện được sự chuyên nghiệp và tâm huyết của mình trong việc giúp đỡ các vận động viên. Em cảm thấy rất là tự hào cũng như là góp một phần công sức đại diện cho tập thể câu lạc bộ Superstar Gym và Yoga Bắc Giang, góp phần một phần nhỏ để tạo lên một giải chạy thành công của giải chạy Tây Yên Tử của năm nay. Mình tin rằng chuyến đi này sẽ mang lại nhiều kỷ niệm tốt đẹp và cũng là một động lực để mình và các bạn tiếp tục rèn luyện và phát triển bản thân, sức khỏe, thể chất và tinh thần. Nếu có cơ hội, mình sẽ không ngần ngại tham gia vào các sự kiện thể thao tương tự và chia sẻ với mọi người về những trải nghiệm thú vị của mình. Cuối cùng, thay mặt cho Superstar Fitness and Yoga, gửi lời cảm ơn tỉnh đoàn Bắc Giang và nhà tài trợ chính VPBank đã tạo ra một sự kiện thật tuyệt vời và ý nghĩa. Mình hy vọng rằng sự kiện này sẽ tiếp tục được tổ chức và phát triển trong thời gian tới để nhiều người hơn có thể trải nghiệm cảm giác thú vị khi tham gia những hoạt động mang tính chất cộng đồng này.